Vâng, đánh được. Trận này quân đẹp hơn nha. Tôi đoán thế, có Seng mà. Seaboy cầm Minoan, Lock cần bản đồ, Mạnh Hào cầm Hitty, cũng được. No 1 cũng cầm Hitty và một ông Hào hit chém đi. U98 cầm Seng, như vậy là... ông Hào thấy là không thể chém được rồi. Ông Hào là không ăn được quà là không chém được rồi. Trời ơi, nghiệt. Không nhìn thấy quà để mà chỉ mà ăn. Đời sao nó đen thế à rồi. Chỉ ăn quà đi em ơi, Trần Gỗ kìa Hào ơi. Không nhìn thấy quả thì đây có hiệu rồi. Không chơi gì. Tôi sắp cạn lời. Ăn vãi quá mà không nhìn thấy quả. Vâng, U98 cân đôi đi em. Chắc chắn là bài đánh chén rồi. Ba voi được đấy, bốn voi đấy. Voi về nhiều lùa về ép không kinh đời. 6:32 ăn bãi quả phụ. Anh em ăn hết đi thì Tám không đi dò đâu. Tám không đi dò. Vâng, nghe nói Pờ đánh có 20 dân thôi. Cái gì? Đừng có bịp tôi. Ông này đã kích 99 sớm rồi. Cảm ơn Pờ 20 dân mình không hiểu thế nào. 9:16 dành cho game thủ U98. 9:16. Cắt dân ra ăn vàng. Nâng cấp công. Như vậy là vẫn lên đời sau U98, không sợ lắm, tơn dọa ma thôi. Hải ơi, cho anh xin tí ấy ấy, tí đô ping ấy, để cho anh sống lốt qua xe này nè. Đây rồi, nhà 18 đang bốc khói.
Nhà màu 8. Úi giời, vừa lên 2 xong. Đây là Min Oan. Như vậy là Per dâng lờ cho Min Oan. Per của game thủ Bèo. Vâng, Bèo hôm nay đánh đúng tất thề với các bạn. Đã biết tôi là bản thằng Hải Mario sang xem đấy có đúng là Hưng Nhổn không. Tôi kịch liệt lên án cái hành động của Win Club cho Hưng Nhổn và đánh như lấy tên của Bèo. Kịch liệt lên án. Không được, pha vẩy hèn nhanh như điện. Mỗi tội là vừa chết giò và lại vừa chưa bò được bãi vàng. Đừng bánh xe. Ui rồi nó hở tùm lùm hết, tùm la hết cả lên. Rồi vẫn còn, rồi vẩy kịp. Như vậy là giữ, ok. Sắp cạn lời. Tự ăn em ơi. Vâng, Pơ mất giò không? Không mất giò. 1A đã lên bánh xe dành cho người cầm xe. Bò bãi gỗ. Để ý bò gỗ. Chơi nhà Min Oan nào. Đây rồi, một lạc đà và một ngựa giò tới. Ăn con ngựa giò và chơi luôn cả con lạc đà ấy luôn. Đang bị mù mắt tới từ game thủ U98. Vâng, bị mù mắt khi mà không có ngựa giò. Hai lạc đà đang đi tìm dần của Min Oan nhưng đang rất khoai nhỉ. Chưa thấy cái gì. Có phù thủy bên phía nhà của đầu 1. Đầu 1 cầm hit đánh chém. Đây là con giò của màu 7. Và phải rất tốt của đội trưởng đầu 1 và Cantone. Báo về bi không lên đời. Còn đây là Mạnh Hào. Tham lai 28 dành cho Mạnh Hào. 4A sóc đều anh em. Còn đây là màn hình máy của Chip Boy. Người đánh cung gà tự mà đánh thôi. Năm nay 29. Chui hốc đánh cung gà. Không phải là một bài đánh lực khỏe hẳn từ đầu. Do cũng lo sợ là vâng bên kia Pern đời sớm quá thì là không dám đánh theo kiểu. Vâng bung ra ngay từ đầu. Bắt đầu sóc. BB quân gì đấy? U98, đây là Min Oan đang bị công vào. Cố ôm bom người cầm Min Oan đi. Game thủ tí, cùng A một váy. Từ người cầm xe nhưng mà Pơ chưa bị ai chặn nhá. Pơ giờ này chưa ai chặn đâu. Đây là Mạnh Hào đang bị Pơ vả luôn. Mạnh Hào đang cố lấy dần để có thể giữ được tôn tham này. Còn đây là màn hình máy của game thủ Chip Boy. Nên lên thằng 4. Sẽ ba dân U98. Vâng, Catarian ở góc 6 giờ trận này. Serie A thì vẫn muốn đi đích lên thằng 4 từ Catarian của BB. Đúng thẳng góc 6 giờ luôn. 6 giờ luôn đi kìa, lên nó lên thằng 4 luôn kìa. 1L và xây 1 nhà BA không biết để làm cái gì. Cung A hai váy sang thủ cho nhà Catarian. Đánh kiểu dị nhân. Đây là Mạnh Hào đang bắn vào bãi vàng của người cầm Kata trên thủ BB. Mạnh Hào tham 34. Đẩy sâu vào nặng. U98 tìm con đường khác không? Lọt được vào nhưng Cung A của Min Oan đang đứng thủ hộ. Tham lai 26. Đây là N1, tham lai là 25. Boy đang có thằng này bao nhiêu? 59/84 trận này. 59/84. BC bắt đầu trâu cái đi em ơi. Chui hốc bây giờ mới dám bung cái nhà chính để có thể phát triển. Đây là Mạnh Hào đang đẩy lên. Đã xem sóc dân lên được 4 chưa?
Chưa. Sẽ bao giờ có âm đồ không em? IA của màu 7 đâu? IA của màu 7 đâu rồi? Đầu cánh kia nơ 1 à? Âm 400 đồ kìa. Nâng cấp đào vàng. Đây là game thủ Mạnh Hào, timeline 41. BB bắt đầu âm đồ để lên 4. Sát mép bản đồ của chiếc DE này. Điểm yếu chí mạng chăng? Đúng, nó sẽ là điểm yếu chí mạng nếu như Mạnh Hào có thể bắn được. Đúng bắn rồi. Có lạc đà. Người cầm pơ đang quản lại game thủ Mạnh Hào. Chiếc bòi cứ có hút tơn để lên để 4 nhanh nào. Dân vừa vừa thôi em ơi. 3 dân rồi. Ai? Màu 5 á? Vâng, màu 5, 51 dân của Bì. Vâng, Bì đánh kiểu đang thế thắng và đang kiểu thừa thắng xông lên. Anh đánh kiểu rất gầy dày. Đập ca lên 4 thôi em. Màu 5 sóc dần quá ghê trận này. Xem chiếc boy bao dân rồi mà. Màu 5 bao dân rồi. Đọc tham đi. Dần chiếc boy 70 dần của Minh Hoàng. 200 thực để thích 4 à. Bơm vàng đi chị boy ơi, bơm vàng cho Hào lên bản đồ đi. Đây rồi, những con là của Persia. Có vàng ở phía ngoài. Đi một vòng đi, quay một ngược cái đấy. Đấy. Rồi. Mạnh Hào hồi nhanh nào. BB chỉ là Katharian thôi. Đây là No1. Tham lai 34/48. Nâng bản đồ hết lên đi. Cả No1, cả Mạnh Hào đi. Nâng hết bản đồ lên đi. Đây là Chiboy, nâng bản đồ Chiboy, đập BC2. Để ý chạy về nhà thằng Chiboy á, Chiboy nó kê cho. Bên kia ai lên 48 rồi, 54 thôi chứ. Em về hồi đi, tất cả cùng hồi đi. Vâng, đây là chip boy. Rất đông chém nhỉ, cực kỳ đông chém tới từ màu 7. Ra 4 chip boy. Lên 4 xong, lửa và bắn chặt. Bắt đầu ra ngoài để ăn vàng nào. Vâng, đã lên 4 xong rồi, có cần phải đập nhà ca không? Có cần phải đập ca không? Mặt yếu nhá, mặt từ nhà Hào sang là mặt yếu của chị boy đấy. Cần phải chơi ca không à chị boy? Ừ. Hào mới cả nô 1 ai khỏe hơn thì bơm cho lên 4. Cẩn thận bị chị boy ơi, chị boy cẩn thận bị nó công cả voi đấy. Có nhiều dân nó có lực, nó công được voi đấy. Vàng bản đồ trận này quan trọng lắm nhá.
Vâng, bơm chân lực dành cho N1 kích 4. Đây là N1. Bo nhạc cứng lại đi. Để ý kê thằng 98 đi, 98 chạy dân đi. Em dụng bộ 3 đi vào trong góc được em ơi. Vâng, tham lại 162 của chip boy. Đang cố gắng bắt tần quần này tới từ cả Ia, tới từ cả Katarian. Bắt hết. Và cả tơ luôn. Đấy dân nó một. Rất đau của N1 mặc dù là kích 4 rồi. Một cơn hot. Tiếp tục bơm đồ cho đội trưởng N1. Đây là N1 tham lại từ xuống quân 37. Mặc dù đã kích 4 nhưng đang bị quản. Nào tham lại 48. U98 tham lại 27. Quay lại với pha thủ nhà của Chip Boy. Phải kê cho cả 3 nhà hồi. Rất khổ. Nhưng đành phải chịu thôi. Có khi phải xây A ở bên phía của nhà sang đường bên sang nhà Hào. Đội bạn đang chiếm vàng rất ghê. Tiếp tục bơm đồ cho Hitty để sản hot. Chip Boy phải nuôi được N1 đánh hot thần trận thi đấu này. Đẩy dần và chiếm vàng. Đạt đôi là không phải đánh hot à? Nên phải đánh hot để đi kê cái bản đồ, đi dọn bản đồ chứ. Quá gắt bởi IA game thủ U97. Hào đang có tham lai 56. Tham lai vẫn đang cần Minh Hoàng, đã lên 4 sọc. Minh Hoàng tới từ 8. Tham lai 25 dành cho người cầm xe. Quay trở lại với chiếc bòi. Tham lai 188. Hết sạch vàng trên bản đồ rồi. Đối phương ăn vàng quá nhanh và đó là BB. Chỉ là hot của Kata thôi và cũng chỉ là cung gà của Minh Hoan thôi, nhưng đối phương ăn vàng quá ghê. Nếu như bây giờ mà bên kia bơm được cho IA lên 14 và cả người cầm bơ lên 4 thì đúng là một thảm họa. Nam Lai limit dành cho đội tuyển Chip Boy. Tiếp tục đẩy cung gà để đi chiếm vàng. Vâng, Mạnh Hào kích 4 đi em ơi. Ăn nhiều gỗ đánh đạp đôi luôn nhá. Hai đạp đôi đi. Đang bơm chân lực đồ cho N1. N1 tham gia 57. Bắt đầu đạp nhà IA. BB đang quản mọi cơ thể làm ăn tới từ cái thủ N1. Quay trở lại với Chip Boy. Không quản được vàng trận này thì chỉ có 5 thôi. Liên tiếp nuôi đội trưởng N1 và những con cung A bị hot bắn. BB lấy hot để chơi lại cung A lửa. Tham lai 175 dành cho game thủ Chip Boy. Vừa rồi một tơn mất khoảng 5 con cung A. Đối phương cũng chết rất nhiều hot. Chiếm lại hai bãi vàng này. N1 tham lai 90.
bơm ở thực nó một đi, bơm ở thực nó một đi. Mạnh Hà cũng đã lên 4 sao và đánh đạp đôi. U 98 tham lại 46, quay lại với chip bọn. Chợ em vẫn đang đi kê trên bản đồ để có thể ăn vàng. Đi ăn vàng nào, đi ăn vàng nào. Vâng, đã chiếm cái khu vực này, liệu có ca to không? Tôi nghĩ là không có ca to thì có Minh Hoàn đâu. Họ có lẽ đang đẩy cho ai lên đời 4. Xem dân nhất như nào, anh em xem dân đối phương nhất như nào. Tiếp tục bơm gỗ. Tơn đi hơi lỗi cùng Nga tới từ Thuy Bòi. Và tơn này anh phải trả giá khá đau. Tiếp tục phải đẩy cùng Nga ra khu vực này. Chơi nhiều A thêm một chiếc boy ơi, em A vẫn hơi, vẫn hơi ít A đấy. Hơi ít A đấy. Vâng, tham lai 173. Hào bây giờ mới đang kích đạp đôi thôi, chưa nở được, nở dần những con sọc trong đơn đi em ơi. Còn đây là nâu 1, đời 4 anh đi đạp, tham lai 130. Vâng, U98 tham lai là 76 trên 120, cũng đang hồi để lên 4. Còn đây là chip boy ăn nhà màu năm trước. Xây cả ca ở chỗ nào đẹp đẹp để mà thủ nào. Bên kia có cả bẹt, vâng, bên kia là bẹt dành cho Mi Noan tới, vâng, tới từ game thủ tí. Đánh bẹt rồi ạ. Vâng, đánh bẹt dành cho người cầm Mi Noan. U98 lên được 4 không em? Bấm nút vàng lên 4 đi kìa. Bấm nút vàng đi. Limit dành cho game thủ Hello Chip Boy. Ba nhà ca sắp đều được không? Vâng, tơn này là tơn ăn tươi được đạo đẩy tới từ game thủ tí. Điểm số BB rất cao, với BB ăn được bao nhiêu nghìn vàng rồi. Đầu 1 lại được bút đổ. Mạnh Hà có thiếu bút đổ gì không? Không thiếu cái gì, thiếu mỗi quân thôi. Còn đây là nâu 1 tham lai 141. Ăn gỗ đi em ơi. U98 là người cũng đã kích 4 rồi, tham lai 111 trên 164. Đây là trận thi đấu, vâng, vẫn còn rất nhiều vàng trên bản đồ. Ba đạp đôi và một cung A Minh Hoàn. Đây là chiếc bòi tham lai limit. Bốn nào em ơi, trận này để rút ngắn tỷ số nè. IA bên kia được đẩy đến đây 4-0 game thủ tí. Thưa các bạn, là game thủ U97 được đẩy đến 4 rồi. Thông tin báo về tới từ N1. Ca to của chiếc boy cần phải xin sẵn và để đó chờ đến lúc dùng. Cháy ruộng nhá, để ý ruộng, đừng ai để cháy ruộng. Thời điểm này N1 vừa cháy ruộng đấy. Vẫn liên tiếp những cơn đạp tới từ N1 và game thủ Mạnh Hào. Đẩy nhà 8 trong tuần này. Nhưng người IA sẽ là hot thần để chống lại những con đạp đôi của hai hitty. Chip boy tham limit, Mạnh Hào tham lại 1.5 đang đạp thẳng vào khu vực làm ăn tới từ IA. Đây là những nhà BA, cả hot của Summer, cả hot của Summer và cả hot của IA tụ. Hào ơi đừng chia của này, Hào cứ cho lên tham 2 lít đi. Còn đây là N1 tham lại là 162.
đang đạp các cơ sở của nhà màu 7. U98 timeline 120/2 lít, chuẩn bị lên xong đạp đôi. Full công nghệ để công giáp đầy đủ đi. Chipboy thì đang đi lấn lại dần vàng trên cái bản đồ này. Chipboy đang có 3.000 thực, có ai thiếu thực không? Vâng, tất cả anh em xem ai thiếu thực nào, nói lên. U98 1.800 thực rồi, Mạnh Hào còn 900 thực. Nâu 1 vừa được bơm đồ. Full công nghệ đi 8 ơi. Đây là game thủ Hello Chipboy. Tiếp tục bơm cho Seang để Seang nở đồ ra. Bơm cho cả Hippie vàng. Vâng, tên này mà không có ca to và cung Amiran bắn chùa là khoai thì không đỡ được đâu. Vâng, đây rồi, một tên bẹt. Tên này thì nó là song pháo thần. Song pháo thần, phải đánh ca... thần Chipboy. Chipboy về nâng nút công nghệ để đánh ca thần cũng thua rồi. Tôi không có thần ở người này. Nhìn thấy tên xong ca xong vào thân không? Vâng, và điều ca rất hay của Chipboy nhỉ. 3 con ca như ăn được khoảng, vâng, 3 con ca ăn được 8 con ca của đối phương tên này. Game thủ Tí không để ý và Chipboy là người có lợi. Có Viper đấy. Vâng, đây là U98 tham lại 132. Lên mid time đi em ơi. Sắp dâng ra 3.400 thịt rồi, bảo vệ ruộng đi. Có tha voi hay là pơ voi? Vâng, Katha đánh voi chứ không phải là pơ. Đây là nâu 1. Đây rồi, như vậy là Katha đi đánh voi. Hot của Dia cũng đang ở trong tuần này. Một tuần tiêu tới từ hai game thủ bên phía của team Game TV, Mạnh Hào và nâu 1. Có voi thần của Katha đi ăn. Đi ra bắt tôi xong pháo đi. Bắt tôi xong pháo kìa. Chỗ đấu vàng tầng 8 ấy thôi. Màn hình máy của game thủ U98 trong trận thi đấu này. Vâng, có lẽ là một trong hai người Mạnh Hào và Thiên Thủ Nô 1 nên chuyển sang đánh cung giờ lửa. Kết hợp. Bản đồ thì vẫn đang thuộc về khá nhiều các game thủ bên phía của team AOE Game TV. Đẩy hết lên tham 2 lít đi, cho cả 4 người đi. U98 tham lại 174. Nô 1 limit rồi. Hào 198 rồi và Chipboy tất nhiên là limit. Anh em xem thân nhiều quá, xem ai nhiều thân quá không? Ta bỏ bớt dân đi kìa. Thôi cứ làm đồ đi em, bỏ bớt dân ruộng đi làm gỗ, em bỏ hết dân đi làm gỗ đi. Chỉ biết gỗ trên bản đồ đi. Ruộng 5.000 thực rồi này, Chipboy 5.000 thực này. Bơm cho Hào Chipboy. Nó một cũng hết gỗ nhá. Bơm đều thực cho anh em đi Chipboy ơi. Bơm đều thực cho anh em đi. 6.000 thực rồi.
Vâng, bây giờ thì là chơi luôn vào nhà của Minoan kia thủ tí, trong khi đó BB đang đẩy hai kích voi. Hai kích voi mà không có sự có mặt của Chip Boy, có cung A bắn chùa và đạp đôi vào thiều là không thể đỡ được tuần này. Đạp đôi vào 4 cái đẩy sâu đi em ơi. Vâng, một tuần thủ vàng là một tuần thủ là rất kinh. Có cả IA ra để đỡ trong tuần này. Vậy em kìa, vậy em đừng để cho voi nó đi. Vâng, voi đi trước bẹt thần phía sau thì thực sự là quá khủng khiếp. Xin nhiều ca ra thần và chiếc voi ơi. Ca thần rồi, liên tiếp bảy e và ca thần nó sẽ giã cực đau trong tuần này. Luôn nhớ một điều là như vậy. Ca đang đứng sau chừng bóng cầu thực sự đau. Tuần này thì qua nhạc, chưa thể vào được dành cho BB. Đây là U98 timeline 217. Đây là Mạnh Hào timeline 198. N1 timeline 160. Đang đánh cung giờ lửa nhưng mà chưa ăn thua cho lắm. Còn đây là game thủ Chip Boy, cần phải chơi được hết tuần voi này. Pha đỡ nhà đang khá dẻo của Chip Boy. Thần nó đang cầu rất đau. Các bạn ơi, thấy sức mạnh của ca thần nó là như thế nào. Những pha hit and run rất ghê tới từ game thủ Hello Chip Boy. Vâng, như vậy là U97 cuối cùng cũng quyết rồi. Tỷ số rút ngắn xuống còn 1-2 trong trận đấu thứ 3. Trận đấu 4 rất hay từ các game thủ bên phía Team Game TV, và bên BB Club cũng hay không kẹp.